giáp máy đào. Giờ chúng ta cần rửa sạch nó, máy đào. Rửa nào, phễu. Đầu tiên, chúng ta phải làm đầy nó, máy nền.
nhấn để bơm. Cứ thế nhé. Hãy dừng cát đứng lên. Rửa nào, mái nền. Sẵn sàng. Đầu tiên chúng ta phải làm đầy nó, máy khoan. Bơm. Đừng dừng lại. Hãy tạo lỗ cho các cọc. Rửa nào, máy khoan.